Thưa quý vị, năm 2022 là năm có ý nghĩa đặc biệt trong quan hệ giữa hai nước Lào và Việt Nam anh em, khi hai nước tổ chức hàng loạt sự kiện kỷ niệm 60 năm Việt Nam và Lào thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm ngày hai nước ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác. Thành phố Đà Nẵng cũng đã tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa giữa sinh viên hai nước Việt Nam và Lào, qua đó thắt chặt tình hữu nghị giữa Việt Nam và Lào nói chung và thành phố Đà Nẵng với các địa phương của Lào nói riêng. Ngày hội văn hóa Việt-Lào với những hoạt động sôi nổi mang nghi thức đặc trưng của người Lào và trò chơi dân gian mang âm hưởng văn hóa Việt đã diễn ra tại Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng với các nghi lễ như búi tóc, kết hoa, nghi thức cúng, cắt bánh, nghi thức buộc chỉ tay và té nước, các trò chơi dân gian, đá bóng nam nữ giữa sinh viên Việt Nam và lưu học sinh Lào. Giao lưu văn hóa ẩm thực Việt-Lào đã giúp cho các bạn sinh viên Lào có thêm những trải nghiệm đáng nhớ khi còn ngồi trên ghế nhà trường tại đất nước Việt Nam. Em cảm thấy rất vui vì để cho người Việt hiểu hệ thống của người Lào, xa quê nhưng vẫn ấm áp. Nổi bật là mô hình người mẹ thứ hai được Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Liên Chiểu triển khai từ tháng 3 năm 2019. Ngay từ khi phát động, chương trình có 11 gia đình là các cán bộ Hội Phụ nữ phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu nhận đỡ đầu từ hai nữ sinh viên Lào học tập tại Đà Nẵng. Vừa qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường tiếp tục triển khai mô hình người mẹ thứ hai đợt 2, nhận đỡ đầu 26 nữ sinh viên Lào đang học tại Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng. Những cái ngày tháng đẹp đẽ tại nơi đây sẽ trở thành kỷ niệm và giúp cho lưu học sinh Lào cảm nhận được tình cảm nhà trường, tất cả các bạn sinh viên Việt Nam dành cho lưu học sinh Lào. Có thể thấy những vòng tay lớn mang sự yêu thương của đất và người Đà Nẵng không chỉ giúp lan tỏa tinh thần nhân ái và các giá trị truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc Việt Nam mà còn làm khăng khít hơn mối quan hệ Việt-Lào, xây dựng hình ảnh Việt Nam nhân văn, nghĩa tình trong mắt bạn bè quốc tế.